Con chắc của nó nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay mình clip phần link mô tả của mình các bạn thôi. Ông cô muốn ai rớt farm skin thôi đi đầu đi dòng đầu được và địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Dòng thứ hai các bạn follow Twitter, đừng lỡ username Twitter của tất cả các bạn nè. Các bạn mở trang cá nhân thì các bạn gặp Twitter của các bạn và comment email của anh nè. Tiếp tục thì các bạn like và retweet tan 5 người bạn vào nè tất cả các bạn. Các bạn like nha bạn, các bạn tự quyết tăng 5 người bạn mình vào. Chính giảng như quyết nè các bạn. Rồi các bạn điện 5 người bạn mình vào nha tất cả các bạn. À không. Mình. Sự nhiều mình quá. Các bạn tăng 5 người bạn với mình. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết xong thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn cho qua cho mình. Rồi các bạn bấm qua tweet nè, qua tweet trả lời chứ sao hồi nãy không có ta, đem tweet lại rồi các bạn comment một chữ và tăng 5 người bạn vào, các bạn chia sẻ nè. Rồi tất cả bạn sẽ giúp liên kết nha các bạn. Rồi các bạn mở link form này ra nha các bạn. Cái máy của mình đã bị hết nay. Rồi cả tiếp tục con vô Telegram rồi bạn điền lưu xin em Telegram tất cả các bạn nha. Bạn nhập trái tim thì gặp lưu xin em ha. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB Smartchain nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate các bạn ra, các bạn copy địa chỉ thác mình nha các bạn. Các bạn thông cảm các bạn, cửa máy mình nó bị mạng yếu rồi. Rồi các bạn mở địa chỉ thác ra, bạn copy địa chỉ thác mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Bạn nhắn đây. Rồi tiếp tục thì mã ghép này các bạn điền giùm mình nào cộng. Bạn lấy cái phần link mô tả nha bạn, anh 4.1. Rồi bạn bấm gỡ. Ok, vậy mình hơn dặn bạn tham gia trên cái góp nhận 300 token OIT đây kết thúc rồi. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của mình nha.